Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Thưa quý vị, hiện nay Telegram có rất nhiều các mã độc trong các group, các hội nhóm mà quý vị thường hay truy cập. Đặc biệt là những quý vị thường hay xem xiếc. Vậy thì ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để ngăn chặn những cái mã độc để khiến cho thiết bị của quý vị được an toàn. Rồi bây giờ tôi sẽ vào setting, chọn vào data and store. Ở đây cái chế độ background download tôi đã tắt đi rồi, quý vị nên tắt cái background download này đi, bởi vì tất cả những video có trong các group nó sẽ tự động download về, download ngầm về. Cái phần video call quý vị không cần thiết cũng có thể tắt đi. Rồi đây cũng là phần rất quan trọng là auto play media, cái này tôi để bật nguyên ảnh thôi, còn cái video tôi cũng tắt đi. Rồi bây giờ quý vị hãy vào cái phần user này, using. Rồi auto download media cũng tắt nốt, chọn back lại, chọn tiếp vào using wifi cũng tắt luôn cái auto download media. Đây là những cái chức năng nó tự động download những cái video về, quý vị nên tắt hết đi. Và để trở lại cái chế độ khôi phục ban đầu, quý vị có thể vào reset auto download thì tất cả các thứ mặc định nó sẽ được trở lại cái chế độ ban đầu. Quý vị tắt tất cả các chức năng tự động download này đi, nó rất an toàn cho thiết bị của quý vị. Và quý vị khi truy cập vào một cái group nào, nó sẽ không tự động download về. Quý vị muốn xem cái video đó trong cái group thì quý vị chỉ cần click vào cái video muốn xem. Rồi và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị hãy đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.